Chào mọi người, mình là Phúc và tiếp tục sẽ đến với ngày thứ 30 của series cây chay lần này Ngày cuối cùng mà mình đã đặt ra trong kế hoạch có tiếp hay không để ngày mai biết nhé mọi người ơi Và hôm nay sẽ là ngày tổng kết lại mọi thứ mà mình đã làm được trong 30 ngày qua Và trước khi vào phần tổng kết thì Upamecano mùa hai Toti thật sự rất khó săn Đa số mọi người đều đặt giá sẵn chứ mình căn cả đêm tới sáng mà không bắt đầu được luôn đấy Ok và quay trở lại với chuyên mục tổng kết Trong 30 ngày qua mình đã xây dựng một đội hình tổng cộng 30 tỷ Và ngoài ra dư được 34 tỷ BP trắng chưa dùng đến Dàn cầu thủ sẽ bao gồm bộ ba tấn công có Henry MC cộng 5, Guido Bedru cộng 5 và Gitman 21 UCL cộng 5. Ở bộ ba tiền vệ vị trí cao nhất sẽ là CM chắc chắn rồi. Zidane mùa MC cộng 5. Ở vị trí CDM chúng ta có từ Châu mùa World Cup 22 cộng 5 và Patrick Vieira mùa MC cũng là cộng 5 luôn. Bộ tứ trung vệ sẽ bao gồm Lucas Hernandez mùa Úc cộng 5 và Ran Cup 22 cộng 5, Kimpembe World Cup 22 cộng 5 và CDB MOG cũng cộng 5. Vị trí chấn giữ khung gỗ cuối cùng là thủ môn Areola MC cộng 5. Tổng cộng chúng ta có một cầu thủ chỉ số 111, một cầu thủ 110, bốn cầu thủ 108, hai cầu thủ 107 và ngoài ra dự bị gồm Petit MC cộng 5 và Diseli MC cộng 5 chưa nhắc đến. Một đội hình khá hoàn hảo ở mức giá này. Có một thử thách dành cho mọi người đó là nếu đưa bạn 30 tỷ để bui tuyển Pháp, bạn có làm được hơn đội hình này không? Hãy cùng thử sức nhé. Có gì nhớ tag mình vô nha. Ok và hôm đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.